Chào mừng quý vị đến với chương trình 45 phút. Kính thưa quý vị, nhóm thực hiện chương trình 45 phút hôm nay đã có một cái đề tài tương đối là lạ đối với chương trình này, đó là chương trình nghệ sĩ và kinh doanh. Dường như trước đây, việc một nghệ sĩ làm kinh doanh hay ngược lại, một doanh nhân muốn trở thành một nghệ sĩ là một việc hiếm có trong xã hội. Điều đó cũng dễ hiểu, vì lẽ thông thường, người ta thường nghĩ về nghệ sĩ và chính những người nghệ sĩ cũng nghĩ về họ như một thế giới lãng mạn, bay bổng, đôi khi xa rời thực tế và ít coi nặng vật chất. Ngược lại, giới kinh doanh là lớp người luôn đi sát với thực tế, coi trọng lợi nhuận và tính toán chi li cẩn thận. Ở những giai đoạn trước, chúng ta gần như không thấy một văn nghệ sĩ nào vừa nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật lại vừa kinh doanh thành công. Cũng không thấy có nhà kinh doanh chuyên nghiệp nào trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Ngày xưa đó, chúng tôi, cái thế hệ chúng tôi thì cái giới nghệ sĩ kinh doanh đó, thì nó rất là ít, có thể nói là gần như là không có nữa. Rất là ít. Nghệ sĩ là chỉ biết ca hát và đàn thôi. Bước sang nền kinh tế thị trường, phải chăng quan niệm về chữ nghề và nghiệp đã dần thay đổi? Có lẽ lúc này không chỉ những người kinh doanh lớn mới thấm nhuần đúc kết của cha ông, phi thương bất phú. Những người làm nghệ thuật cũng tận dụng câu nói này một cách triệt để. Bây giờ nó nhiều cái phương tiện hơn, nhiều cái đường hướng hơn để trong cuộc sống. Và mọi người, ai cũng như mọi người thì ai cũng muốn mình có làm được ra đồng tiền. Có thể nói, cuộc sống hiện đại đã mang lại cho con người vô số cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân mình. Tài năng hay khả năng của người nghệ sĩ ngày nay không chỉ dành riêng cho lĩnh vực nghệ thuật mà còn trong muôn mặt của đời sống. Việc một nghệ sĩ làm kinh doanh cũng trở thành xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, để kinh doanh có lời và không ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp của mình còn phụ thuộc vào thời thế cũng như bản lĩnh và tri thức của mỗi người. Họ làm cái nghề đó, họ sẽ mất cái tâm hồn của cái nghiệp của họ. Tại vì khi mà đã kinh doanh rồi đó, thì những con số nó sẽ quay trong chóng như trong đầu, thì không có còn cái đầu óc nào để mà nghĩ tới cái những gì đẹp đẽ. Chúng tôi mời đến trường quay hai nghệ sĩ rất là nổi tiếng, đó là chị ca sĩ Cẩm Vân. Xin chào chị Cẩm Vân. Chào. Xin chào chị ạ. Chào. Thứ hai là nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Vâng, xin chào Tuấn. Xin chào. Vâng, trước hết thì chúng tôi rất là cảm ơn hai anh chị đã dành thời giờ để trao đổi với chúng tôi. Hồ Chí Minh và đi tiên phong cho thể loại âm nhạc không có đông đảo khán giả khi đó. Trước hết là tôi muốn hỏi chị Cẩm Vân câu này, là một cái xu hướng kinh doanh ở trong giới nghệ sĩ mà không phải là trong giới ca hát mà kể trong giới điện ảnh và những cái giới nghệ sĩ khác, những người mà phục vụ công chúng đó, thì theo chị đó có phải là một xu hướng mà nó đang phổ biến không ạ? Đối với Cẩm Vân thì nghĩ là không phải xu hướng hả Tuấn hả? Bởi vì mỗi một người đã có một cái hoàn cảnh, một cái gia đình của mình và một cái suy nghĩ. Thì Cẩm Vân nghĩ là không phải là xu hướng đâu. Mà cái gì cũng vậy, nó cũng phải có duyên, có nợ, phải có. Chứ không phải là xu hướng, riêng cái trường hợp của mình thì không phải là xu hướng. Không biết anh Tuấn thấy
có suy nghĩ về vấn đề kinh doanh này như một cái duyên, về cái càng saxophone của anh là một cái duyên, cũng là một cái nợ của anh, thì anh có thấy như vậy về kinh doanh không ạ? Đây thực sự là một cái duyên. Việc kinh doanh của mỗi nghệ sĩ cá nhân Trần Mạnh Tuấn nghĩ thì nó cũng xuất phát từ những cái để phục vụ cho cái niềm đam mê của mình. Phải nói là cái việc đầu tiên nghĩ tới là cũng đây là một cái điều mơ ước, không chỉ là những cái nghệ sĩ Việt Nam mà cũng là nghệ sĩ quốc tế, là cũng có một sân chơi cho mình, sân chơi của riêng mình, để mình có thể chia sẻ tất cả những cái ý tưởng của mình, ý tưởng cho âm nhạc của mình để tới công chúng với các bạn bè đồng nghiệp. Đấy là những cái xuất phát đầu tiên. Và cái suy nghĩ thứ hai là cũng muốn là xây dựng cho mình một cái nền tảng để cho mình có một cái sự hậu thuẫn để mình có thể làm tốt hơn trong cái công việc kinh doanh, trong cái công việc làm nghệ thuật. Thì cái việc kinh doanh này thì thực ra thì có thể gọi là kinh doanh cũng được, hoặc là gọi nghệ sĩ điều khiển cái nghề mà đấy cũng được. Trần Mạnh Tuấn thì không dám nhận mình là một người làm kinh doanh. Thực ra thì cũng không dám nhận, vì thứ nhất về kiến thức về kinh doanh còn có hạn. Nhưng khi mình phải chịu trách nhiệm về một cái tập thể nhỏ như vậy thì mình cũng vô hình dung mình trở thành. Nhưng mà anh có phải đăng ký cái doanh nghiệp không? Anh đăng ký xin giấy phép. Rất là may mắn là khi mà Tuấn đưa cái ý tưởng này lên đến các anh các chị ở Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn thì được một cái sự hậu thuẫn rất tốt các anh các chị, tại vì các anh các chị rất cũng thích mở tại thành phố mình cũng cần một cái địa chỉ văn hóa để giao lưu như vậy, thì các anh các chị hậu thuẫn rất là tốt, thì các chị có giao cái trách nhiệm cho Tuấn phụ trách và quản lý cái địa chỉ ở dưới hiện tại bây giờ Tuấn đang quản lý. Người Việt Nam chúng ta đó, thì thường nghĩ nghệ sĩ là thường là nghèo. Thực ra thì Tuấn sinh ra lớn lên ở một cái gia đình là cả bố cả mẹ cả anh cả chị trệ họ cả chị dâu cả anh rể cũng đều làm nghệ thuật hết. Thì quả thật là những cái năm tháng trước ấy, thì hoàn toàn là chính xác. Nhưng mà nhiều năm nay thì Tuấn nghĩ cái đó đã thay đổi rất nhiều rồi. Thực ra thì thay đổi rất là nhiều. Nghệ sĩ, những nghệ sĩ bây giờ cũng được học hành đàng hoàng này, cũng được giao lưu rất nhiều và được gặp gỡ rất nhiều. Thì Tuấn nghĩ là cái yếu tố nghèo thì bây giờ nó cũng không còn. Trong cái giới nhà báo của chúng tôi đó, nhất là các anh em mà viết về văn nghệ đó, thì người ta không viết hẳn lên trên báo, nhưng mà tôi có nghe rằng người ta khi mà nói tới nghệ sĩ mà kinh doanh đó thì người ta nói là anh Khắc Triệu và chị Cẩm Vân rồi có cơ hội đó, thì có thể là nắm lấy cái cơ hội đó để có thể tạo một cái nền tảng như anh Tuấn nói cho mình đó. Thì là có, chị thấy cái điều đó có quá đối với chị không ạ? Thực ra là Cẩm Vân là kinh doanh rất là dở, rất là dở. Và trong thời gian vừa qua thì báo chí cũng nói nhiều về cái kinh doanh, về cái nghề mà không phải là cái nghề của mình. Thì có đó là một cái sai lầm rất là lớn, rất lớn. Trong nghệ sĩ thì có một cái là chắc là Mạnh Tuấn cũng có bị rồi, có trường hợp rồi. Rồi đó làm bánh cuốn gì phải không Tuấn hả? Thì Cẩm Vân lại có bạn là không chịu hát đi bán tôm khô. Thì cái đó là cái mà tất nhiên là làm về xuất khẩu và thủy sản. Dạ, thủy sản mà mình không biết một chút gì và mình lại tin tưởng người ta quá. Mình tin 100% tuyệt đối, người ta cứ nói là đang xây dựng này thiếu tiền cứ đưa xuống, mà mình lại phóng là phải theo lao, cứ bao nhiêu mình bỏ vô hết. Mà nhiều người trên báo comment vô nói là đâu có dễ vậy, nhưng mà nói là mình cũng không biết nói như thế nào. Nhưng mà thực sự là mình quá dở trong kinh doanh, vì cái lòng tin và mình nghĩ là cái tự trọng, cứ nghĩ như vậy mình bị thất bại quá lớn. Và bây giờ thì mới đây thì mình có một cái Vân cũng có một cái chỗ mới, thì cái này đúng là cái nghề của mình. Thì Cẩm Vân nghĩ là, vợ chồng Cẩm Vân nghĩ là có thất bại hay không mình nó còn là ở phía trước, thất bại hay thành công vẫn là phía trước. Mà trước mắt mình được cười mỗi đêm, mình được hát mỗi đêm, mình được gần khán giả của mình làm cái nghề của mình, thì đó là cái mà mình hạnh phúc. Cứ bây giờ cái niềm vui nó hiếm quá, sau cái thất bại của cái sự mà cái mở nhà máy như vậy, thì bây giờ mình lại mình cảm thấy mình khổ quá đi. Thì bây giờ người ta nói chứ bây giờ cực quá giờ sao, thì Cẩm Vân mới chọn cực hay là buồn. Thì thôi mình cực chút mà mình vui còn hơn là ở nhà nằm nhầm cứ buồn. Nghệ sĩ được làm cái nghề của mình là cái hạnh phúc nhất. Như vậy thì phần lớn tôi thấy là những nghệ sĩ kinh doanh, có nghĩa là người ta kinh doanh trong cái thế mạnh, trong cái lãnh vực của mình. Chứ nếu mà đầu ra, kinh doanh ra ngoài lãnh vực thì cái khả năng thất bại nó nhiều hơn. Nhiều lắm. Có phải là như vậy đúng không anh Tuấn?
Bây giờ các anh các chị gọi là Trần Mạnh Tuấn là người làm kinh doanh ấy, thì Tuấn có thể nói rằng đúng thật là mình khi mình làm công việc gì mà mình trong những cái kiến thức của mình, trong những cái sự hiểu biết của mình thì mình cảm thấy mình an tâm, mình yên tâm, và bởi vì mình luôn luôn có thể kiểm soát được những việc đó, bởi vì nó trong cái toàn bộ trong cái tầm tay mình. Cho nên Tuấn nghĩ là cũng tự mình nghĩ cho bản thân mình là mình nên làm những cái đó thì nó sẽ thuận lợi hơn cho mình. Tôi nghĩ rằng là cái nhiệm vụ mà đi quản lý nhà hàng hay là một cái bar phải lo trả lương cho hàng chục người như vậy, cái đó nó làm cho anh Tuấn sẽ dù sao thì nó có về thời gian vật chất sẽ bớt đi. Trong khi đó thì những ngôi sao của quốc tế thì những cái nhiệm vụ đó như là kinh doanh đó thì là nó có những cái người quản lý, thì không biết là ở Việt Nam mình có những cái nghệ sĩ nào mà nó thành công đến cái mức và phải cần có những cái người quản lý như vậy để lo vấn đề mà kêu là thực này nè. Thưa anh là thực ra thì ở Việt Nam cũng vậy thôi. Đối với Trần Tuấn thì mình cũng có những cái người giúp cho mình những việc đó. Thực ra thì cái băn khoăn đây của công chúng yêu nhạc cũng như một số các anh em bạn bè về có thể nghệ sĩ kinh doanh như anh nói là phải đầu tư thời gian vấn đề trả lương hay là tính toán xem hôm nay lời lỗ bao nhiêu, thì cái đó thì không có. Thực ra đối với Trần Tuấn thì đương nhiên là như anh biết là bây giờ thì cái vấn đề chúng ta tìm những người hợp tác thôi. Thì chúng ta có rất nhiều các bạn trẻ mà có những kiến thức rất là tốt trong cái lĩnh vực đó. Tại sao chúng ta lại không hợp tác với tất cả những bạn trẻ đó để các bạn đó phụ trách tất cả những vấn đề đó, những cái thế mạnh của các bạn đó. Còn chúng ta tập trung chuyên về vấn đề chuyên môn và vấn đề ngoại giao, tức là vấn đề tiếp xúc. Cái đó là có cái người nghệ sĩ nó có cái điều tôi nghĩ là rất là may mắn là được công chúng yêu mến, công chúng thương, công chúng yêu, thì cái vấn đề mà tiếp xúc và ngoại giao thì phải nói rằng người nghệ sĩ là làm tốt công việc đó nhất. Cho nên là Tuấn thì phụ trách những việc đó về nghệ thuật. Còn đương nhiên tất cả những cái công việc khác còn lại thì có những cái người khác. Vâng. Và Tuấn cũng là người mà phụ trách để giúp đỡ tất cả những việc đó đấy, hoặc là những cái bạn trẻ khác mà có thể trợ lý cho. Thì Tuấn nghĩ là những cái đấy thì để cho mình có thể vẫn làm tròn cái niềm đam mê của mình, và cái mình đầu tư thời gian tất cả cho cái lĩnh vực nghệ thuật là những gì mà mình đam mê nhất và mang mình cho mình những cái thành công nhất như ngày hôm nay. Vâng, trong trường hợp anh Tuấn là bà xã quản lý, còn như trường hợp chị Vân mà hai người kinh doanh thì khó khăn hơn như Tuấn nhiều. Khi mà nghe nói thì chị thấy là em là may mắn hơn. Anh chị cũng lại làm chung một nghề, rồi cũng là chung một giờ, rồi cũng tất cả lúc nào cũng dính vô như vậy đó, nên là rất là khó.